Những ngày gần đây, một lần nữa câu chuyện nghệ sĩ ăn mặc phản cảm khi biểu diễn lại làm nóng dư luận. Chiều ngày 16 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về việc đeo huy hiệu lạ trong live concert hồi tháng 5 vừa qua. Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng, phạt 27,5 triệu đồng và bị cấm phát hành sản phẩm trong 9 tháng tới. Quyết định xử phạt này là một bài học, một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ không chỉ với Đàm Vĩnh Hưng mà còn chung cho tất cả những ông hoàng bà chúa khác trong giới showbiz Việt luôn đầy rẫy điều tiếng và thị phi. Trước đó trong showbiz Việt, hình ảnh một bộ phận nghệ sĩ khoác lên mình bộ trang phục hiếu vải xuất hiện trước công chúng với mật độ dày đặc cùng mục đích gây chú ý ngày càng phổ biến. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng tới những người nghệ sĩ chân chính mà còn gây phẫn nộ cho cả công chúng, tác động xấu đến xã hội. Kính chào quý vị. Rõ ràng việc nghệ sĩ xuất hiện nổi bật ở trên sân khấu hay là biểu diễn trước khán giả trong những bộ cánh rực rỡ hay thậm chí là cách điệu là điều mà chúng ta vẫn thường thấy. Và mỗi khi mà xuất hiện ở trước công chúng cũng như là báo giới thì các nghệ sĩ sẽ thường phải đau đầu vì trang phục như thế nào, kiểu tóc ra làm sao và cái phục trang cho mình được nổi bật nhất. Và ai cũng mong muốn là sẽ có một cái hình ảnh thật là đặc biệt và thậm chí là không bị đụng hàng. Cho nên là không hiếm những trường hợp mà các sao họ chọn trang phục cho mình ấn tượng tới mức rộng mở lộ liễu hoặc là gây phản cảm trước mắt khán giả. Tuy nhiên thì ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm thì khá là mong manh và quan trọng là không phải nghệ sĩ nào thì cũng có thể ý thức được điều này, chị Trang ạ. Dạ vâng, đúng vậy chị Hương. Và vấn đề ăn mặc của các nghệ sĩ thì không phải là cái câu chuyện mới nhưng mà nó luôn luôn mang cái tính thời sự và được rất nhiều người quan tâm. Và mới đây thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì cũng đã bị xử phạt 27,5 triệu đồng và đồng thời sẽ bị đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng. Điều đó thì đã làm dấy lên tranh luận về một số câu chuyện rằng các nghệ sĩ lạm dụng cái việc rằng là mặc trang phục phản cảm khi biểu diễn với những cái mục đích là câu khách, cổ vũ cho cái lối sống mà chúng ta đang đi ngược lại với cả thuần phong mỹ tục. Và điều này thì thể hiện một cái sự văn hóa kém cỏi cho một số bộ phận nghệ sĩ. Đàm Vĩnh Hưng không phải là trường hợp ca sĩ đầu tiên bị nhắc nhở về sự cố trang phục khi biểu diễn. Trước đó, không ít ca sĩ đã bị xử phạt vì vi phạm quy định này, ăn mặc hở hang, phản cảm trên sân khấu. Song nhiều người vẫn cố tình phớt lờ, thậm chí có ca sĩ còn lợi dụng scandal hở để hy vọng được nổi tiếng. Vì vậy, đây vẫn là vấn đề rất khó quản lý đối với nghệ sĩ trong hoạt động biểu diễn hiện nay. Đầu năm 2023, ngành văn hóa thành phố Hồ Chí Minh phạt công ty Người Hâm mộ Việt, đơn vị tổ chức biểu diễn đêm nhạc Space Speaker Live Concert The Cosmic vì để nghệ sĩ múa mặc trang phục hở hang cùng với ca sĩ Bin Z nằm trên giường ngủ ngay trên sân khấu trước tư thế riêng tư ở một tiết mục. Trước đó vào tháng 6 năm 2022, sự cố người mẫu Hà Anh mặc xuyên thấu trong vai trò giám khảo của một cuộc thi hoa hậu cũng khiến dư luận ngao ngán. Và công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn cũng đã bị xử phạt hành chính. Hồi tháng 7 năm 2020, Ngân 98 làm dậy sóng cộng đồng mạng khi mặc như không lúc đi diễn. Trong loạt ảnh, clip được chia sẻ trên mạng xã hội, bạn gái Lương Bằng Quang khiến người xem bức xúc khi lựa chọn bikini ngắn cũn cỡn và nhảy sexy tại một quán bar. Thậm chí hot girl tai tiếng này còn xuống hồ bơi để quẩy cùng với dàn vũ công bikini. Sự táo bạo của Ngân 98 dường như đã vượt quá giới hạn, khiến dân mạng chỉ trích nặng nề và đòi cơ quan chức năng cần xử lý làm gương. Vì vậy, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội ra quyết định xử phạt với hình thức cấm diễn 4 tháng trên địa bàn Hà Nội đối với hot girl gốc Bình Định. Còn vào năm 2011, dư luận từng phản ứng dữ dội về bộ đồ ren màu đen thủng lỗ chỗ mà Minh Hằng mặc trong chương trình ca nhạc từ thiện Đêm Mỹ Nhân tại Quảng Bình. Thời điểm mới bước ra từ cuộc thi giọng hát Việt, Hương Tràm cũng liên tục vấp phải những scandal. Trong đó đáng chú ý là vụ việc giọng ca Em Gái Mưa diện chiếc váy ngắn vai trần, hai bên hông cắt xẻ xuyên thấu táo bạo, làm lộ rõ nội y khi biểu diễn tại quán bar. Nhiều cư dân mạng tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng nữ ca sĩ đã lựa chọn váy áo không phù hợp với độ tuổi 20 của mình. Sau đó, giọng ca sinh năm 1995 phải đóng phạt 10 triệu đồng, cấm biểu diễn 3 tháng vì vụ việc này. Nhiều cái tên đã trở nên quen thuộc với những sự cố về trang phục phản cảm như Wowy, Angela Phương Trinh, Hương Tràm, Thu Minh, Hà Hồ, Thủy Tiên, Ngọc Sơn, Minh Hằng. Điều đáng nói, những nghệ sĩ vi phạm
đã bị các cơ quan chức năng nghiêm khắc nhắc nhở, đưa ra nhiều hình phạt, mức phạt theo thời gian được tăng gấp 2-3 lần. Nhưng rồi, chuyện lại đâu vào đấy. Rõ ràng chúng ta thấy đã có những nhắc nhở, những cảnh báo, thậm chí là với hình thức xử phạt rồi. Thế nhưng những tưởng các nghệ sĩ này đã được nắn gân trong cái việc ăn mặc sao cho phải lịch sự nhất và tôn trọng với công chúng hơn, thì trái lại họ lại tìm những cái cách lách luật để hòng gây được cái sự chú ý của công chúng và nổi tiếng bằng mọi giá. Rõ ràng thì chuyện ăn mặc hở hang quá lố như ở các quốc gia chúng ta biết như là phương Tây, nơi được coi là thiên đường tự do của những cái phong cách mà thời trang, thì còn khó chấp nhận những cái hình thức ăn mặc quá là phản cảm và cũng được bị lên án một cách gay gắt, phê phán. Huống chi là tại Việt Nam, nơi mà chúng ta vẫn luôn đề cao cái sự là thuần phong mỹ tục, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thực ra thì cái việc dung hòa cái nhu cầu tôn lên vẻ đẹp cơ thể với văn hóa thẩm mỹ thì cũng không phải là cái điều dễ dàng, và đặc biệt là đối với những nữ nghệ sĩ. Và cùng một bộ trang phục thì tôi thấy là sẽ có những người cho là như vậy là hở hang, nhưng cũng sẽ có những người mà họ sẽ thấy rằng đó thì không có vấn đề gì cả. Và vậy thì ăn mặc như thế nào để chúng ta không bị hở ạ? Vâng, tôi thấy thì cũng đã có những cái quy định, quy chế về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trong đó thì có quy định khá rõ là với loại hình nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại thì chúng ta sẽ cấm hóa trang, tạo ra những cái kiểu tóc kinh dị, trang phục hở hang hay là lộ liễu. Và với một số hành vi như là đối với loại hình nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại thì hóa trang, tạo những cái kiểu tóc đầu kinh dị, sơn, nhuộm tóc lòe loẹt, cạo chọc hoặc là để tóc quá dài, bù xù, và với những trang phục hở hang và lộ liễu. Rồi mới đây nhất thì có nghị định số 79 thì cũng đã có quy định về vấn đề trang phục biểu diễn. Theo đó thì tại khoản C của điều 6 thì có quy định là cấm sử dụng trang phục hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục truyền thống của văn hóa Việt Nam. Thì đó thì tôi thấy đó là vẫn là những cái quy định khá là chung chung và nó cũng chưa có một cái gì đó nó chi tiết. Nên đôi khi chính bản thân của các cơ quan chức năng thì cũng sẽ khó có thể vận dụng những cái quy định đó để có thể xử phạt đối với nghệ sĩ hay đối với cả những người ăn mặc hở hang. Và nó cũng có thể gọi là những cái điều đấy thì khi mà chúng ta không thể cân lên bàn cân được thì chúng ta sẽ nói là đó có thể là điều đúng mà cũng có thể là một điều không đúng. Và theo tôi thì những quy định thì sẽ cần nên rõ ràng hơn để chúng ta sẽ có những cái chế tài chi tiết hơn để chúng ta có thể thực hiện cái điều đó. Vâng, và xét về cái góc chữ độ ngữ nghĩa đi ạ, thì trái với thuần phong mỹ tục thì chúng ta thấy nó là chung chung, thế nhưng lại rất là cụ thể. Ví dụ như xét theo cái quan niệm xã hội của Việt Nam chúng ta thì những gì chướng tai gai mắt thì là không được đi, và trừ những cái trang phục như là công an, quân đội thì chúng ta sẽ mới có một cái quy định thật rõ ràng. Tuy nhiên với những cái trang phục dân sự thì rất là khó, phụ thuộc rất nhiều vào nghệ sĩ và bản thân những người nghệ sĩ đó, họ có trang phục như thế nào thì họ sẽ phải tự có trách nhiệm với mình. Và đúng là đứng ở góc độ của một nghệ sĩ chuyên về biểu diễn thì vấn đề này tôi thấy nó cũng khá là khó nói chị Trang ạ, bởi vì trang phục biểu diễn thì tùy thuộc vào rất nhiều những loại hình nghệ thuật đi, và cái nội dung biểu diễn của mỗi chương trình. Ví dụ như biểu diễn một cái tiết mục múa bụng thì mà lại quy định là trên chỉ được hở có ngần này cm và dưới thì chỉ được ngần kia chẳng hạn, thì cũng chắc chắn màn biểu diễn đó cũng khó mà có thể thành công được. Hay một ví dụ khác, những điệu nhảy như là Latin hay Salsa là những cái điệu nhảy rất là bốc lửa này và rất là sôi động đi, thì cần những cái sự gợi cảm và khỏe khoắn, mà nếu mình giới hạn cho nó một cái chuẩn mực nào đó thì sẽ hạn chế rất nhiều đến cái sự sáng tạo của những nghệ sĩ, và thậm chí là rất khó để người nghệ sĩ họ có thể thả hết cái hồn mình vào trong cái tiết mục này. Và theo tôi thì quy định cũng sẽ là một chuyện, còn cái chính thì sẽ vẫn là cái sự nhận thức và cái sự phục trang của nghệ sĩ ở Việt Nam. Cái tâm lý của họ nhận thức thì vẫn thực sự chưa có cái sự đúng đắn và vẫn còn hạn chế. Có lẽ nhiều nghệ sĩ thì họ không hiểu hoặc là cố tình không hiểu như thế nào là phù hợp giữa tiết mục biểu diễn với trang phục mà mình cần phải mặc. Và đôi khi một bài hát rõ ràng là trữ tình đấy, thế nhưng vẫn diện những cái bộ cánh thực sự rất là hở hang, rất là sexy. Rồi trong quá trình biểu diễn có thể thể hiện những cái động tác quá trớn, động tác múa mà nó gây rất là phản cảm với người xem. Có lẽ điều này thì Thụy phụ thuộc phần lớn vào gu thẩm mỹ của từng nghệ sĩ, đúng không? Dạ vâng, đúng là trong thời trang thì chúng ta có thể nói rằng là ví dụ như trong thời trang thì 1 cm thôi thì nó cũng đã làm cho cái việc chuyển đổi từ đẹp sang xấu, hoặc là đang từ kín sang hở, hay là thậm chí là hở hang. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng các nghệ sĩ cũng thật sự là cần lựa chọn, cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn trang phục biểu diễn cho chính mình. Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả của rất nhiều bộ trang phục biểu diễn cho những nghệ sĩ trong nước và ngoài nước.
Với kinh nghiệm nhiều năm thường xuyên được mời thiết kế riêng và tư vấn thời trang cho các nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là cho ca sĩ, người mẫu, hoa hậu tại các show diễn, anh không ít lần cũng băn khoăn trước những đặt hàng cần trang phục thật gợi cảm, táo bạo và cá tính. Nhưng theo anh, mỗi nhà thiết kế, stylist hay nhà sản xuất cần bản lĩnh và kiến thức nền cơ bản để nhận ra ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm, giữa tự tôn dân tộc và phá cách. Đồng thời chính bản thân người nghệ sĩ cũng phải biết giới hạn về sự thể hiện của mình trên sân khấu, không chạy theo trào lưu hay câu view vì mọi cách. Cần cũng phải hiểu là cái môi trường xuất hiện, cái bối cảnh xuất hiện và cái không gian cũng như cái thời gian, và đặc biệt là những cái thời điểm về yếu tố văn hóa chính trị, nó sẽ đôi khi nó lại là phản tác dụng. Thì đấy là một cái mà đôi khi đấy là cái sự chủ quan, nhưng mà những cái sự chủ quan đó làm cho hỏng cả một cái chương trình, đôi khi nó hỏng cả một sự nghiệp. Khi mà tôi kể một câu chuyện, khi mà tôi đi ra nước ngoài thì tôi luôn luôn để ý các cái không gian bối cảnh và mình sẽ có sự thỏa thuận trước với ban tổ chức để những cái hình ảnh khi mình xuất hiện thì nó sẽ không có những cái hình ảnh, ví dụ như những quốc kỳ lạ, những cái ngôi sao lạ hoặc là những cái hình ảnh nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của mình. Theo các chuyên gia, mỗi nghệ sĩ khi xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là các nữ nghệ sĩ, nữ ca sĩ trẻ, đương nhiên cần phải thật đẹp và gợi cảm để khoe đường cong cơ thể. Tuy nhiên, mỗi người cần tự nhận thức về tự do cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, cởi mở phóng khoáng hay là thô tục phản cảm, tránh việc tự làm mất hình ảnh của mình trong con mắt công chúng và bạn bè quốc tế. Đặc biệt khi tham gia sự kiện quốc tế thì phải giữ thể diện quốc gia, chứ không phải bất chấp để đánh bóng tên tuổi. Việc ăn mặc phản cảm, không đúng thuần phong mỹ tục sẽ thể hiện văn hóa kém cỏi của người nghệ sĩ đó. Người nổi tiếng thì phải khó, phải giữ gìn hình ảnh của mình, giữ gìn cả cái giọng nói của mình, giọng hát của mình. Giọng hát của mình đương nhiên phải giữ gìn thôi, nghệ sĩ thì phải giữ cái nghề của mình, nhưng phải giữ cả nhân cách, giữ cả cái tên tuổi của mình đối với công chúng, để công chúng kính trọng, công chúng yêu mến, mãi mãi yêu mến, đừng làm bất kỳ một cái việc gì mà nó phản cả. Chúng ta cũng rất là cần có một cái sự chung tay góp sức từ phía công chúng, từ phía dư luận, để cho công chúng và dư luận có những cái tiếng nói, có những cái ý kiến để tạo ra một cái sức ép đối với lại các nghệ sĩ. Và từ trên rất nhiều những cái cách thức mà chúng ta có thể điều chỉnh hành vi của nghệ sĩ, từ luật pháp đến từ các cái nhận thức từ những các cái dư luận của tất cả các cái bên, đặc biệt là của công chúng ấy, thì chúng ta sẽ hy vọng rằng là điều chỉnh được các cái hành vi của nghệ sĩ, để cho những cái phát ngôn, cái ăn mặc, cái chia sẻ của người nghệ sĩ nó giúp thúc đẩy sự phát triển đạo đức, định hướng nhận thức và nhân cách. Tại sao nó lại là văn hóa nghệ thuật? Nó bao gồm rất là nhiều yếu tố, chúng ta bắt buộc phải hiểu rất là rõ về văn hóa thuần phong mỹ tục khi mà chúng ta lên sân khấu, bao gồm yếu tố trang phục. Thì trong cái yếu tố trang phục mà thời nay khi mà các bạn trẻ lên sân khấu vẫn lựa chọn những cái trang phục phải nói là hớ hênh này, hở hang này, thì có hay chăng chúng ta cần phải đưa ra một cái những gói yêu cầu nó khắt khe hơn một chút. Ví dụ như là chúng ta không thể nào mà lên sân khấu với những bộ đồ mà hở đến 70-80% cơ thể. Rõ ràng danh tiếng là một thứ mà rất là nhiều người ao ước, và thậm chí họ có thể đánh đổi mọi giá để có được nó. Và đối với nghệ sĩ thì thậm chí được nhiều người biết đến và hâm mộ thì đó là cái đích mà họ hướng tới, làm niềm vui và động lực để họ làm nghề, cũng như là làm sao thể hiện cái sự ghi nhận của công chúng với tài năng của nghệ sĩ đó. Vâng, đúng như vậy chị Hương ạ. Thực ra thì cái việc PR thì đó là cái, tôi nghĩ đó là cái việc không thể thiếu được trong cái mỗi cái bước hành trình của những người mà làm nghệ thuật, mà của những người nghệ sĩ đâu. Mà những người trong showbiz thì đặc biệt họ còn phải làm quen với cái việc PR từ ngay từ những cái bước chân đầu tiên khi mà vào nghề rồi. Và đó thì với cái sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại hiện nay thì PR đã trở thành một cái câu chuyện tôi nghĩ rằng là sống còn, và đó là một cái yếu tố thành bại của nhà sản xuất cũng như là của các nghệ sĩ trong bất cứ một sản phẩm nào mà trước khi đưa đến với cả công chúng. Thực ra là suy cho cùng thì với các nghệ sĩ chưa có tên tuổi thì việc mà công chúng nhớ mặt, biết tên họ là ai thì rất là quan trọng để giúp cho họ là làm sao thu hút được các bầu show chú ý đến mình, và thậm chí kéo theo rất là nhiều những show diễn và cát xê và thậm chí là nhiều những cái lợi tức khác nữa. Chính vì thế mà chúng ta
sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mà hàng loạt những nghệ sĩ trẻ hiện nay họ chưa kịp để khán giả nhớ xem là họ hoạt động ở trong lĩnh vực gì đã, thì đã gây rất là choáng váng với những cái bộ cánh, những bộ khoe thân vô cùng táo bạo và ngày càng thậm chí là nặng đô, khiến khán giả rất là đỏ mặt mỗi khi xem. Và nhưng rõ ràng chúng ta thấy là PR chính là cái con dao hai lưỡi, với những cái cách thức PR khác nhau mà cái hiệu quả hay tích cực và tiêu cực thì cũng sẽ khác nhau. Và thay vì sự thán phục với tài năng của nghệ sĩ thì giờ đây nghệ sĩ họ đang khiến cho khán giả choáng váng với rất là nhiều những cái chiêu trò ngày càng tinh vi. Dạ vâng, và cũng thật tiếc là không phải là chỉ những cái người mà người ta chưa vào nghề, người ta bất tài vô dụng, người ta sử dụng những cái trò chiêu trò PR bẩn đâu, mà đôi khi là có một số cả những cái người nghệ sĩ mà họ đã thành danh rồi thì họ lại lạm dụng cái việc là sử dụng những cái chiêu trò bẩn đấy, và tất nhiên rồi cái hậu quả mà họ phải lãnh nhận thì là hết sức nặng nề. Việc PR lộ liễu, bất chấp và phản cảm trong giới showbiz xưa nay được coi là câu chuyện không có hồi kết. Thường cứ mỗi khi trước một bộ phim, một show diễn hay một sự kiện nghệ thuật là các chiêu trò truyền thông lại được tung ra để nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Mô típ dùng trang phục phản cảm, phát ngôn giật gân, tung tin đồn tình cảm yêu đương để quảng bá cho các sản phẩm nghệ thuật vốn cũ và quen thuộc. Nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn tin vào nó như một bảo bối để sản phẩm của họ mang về nhiều doanh thu hoặc thu hút sự chú ý vì kích thích sự tò mò của công chúng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, một nhà phê bình nghệ thuật, bà là một trong những người lên án mạnh mẽ những chiêu trò truyền thông bẩn của nghệ sĩ. Theo bà, nghệ sĩ dùng các chiêu trò PR, dù có dùng beng như thế nào đi nữa, thì cũng không thay thế được tài năng thực sự của người làm nghệ thuật. Chiêu trò là một cái thứ có dao hai lưỡi. Nếu mình dùng tốt thì mình sẽ hấp dẫn được khán giả ngồi nghe, còn mình không dùng tốt thì nó quay lại, nó làm hại chính mình. Đây là một thí dụ rất điển hình. Nếu dựa trên cái tiêu chí cấm sóng và phát sóng của Bộ Văn hóa và Truyền thông và nói chung là của cơ quan nhà nước ấy, tôi cho rằng phải làm. Bởi vì sao? Đấy là những cử chỉ mạnh mà nước ngoài người ta đã làm rồi, mà nước mình thì chưa làm, thì có thể nó mới chấm dứt được những hiện tượng đấy. Bởi vì cái người nghệ sĩ biểu diễn phải ý thức cực kỳ rõ cái việc là mình tồn tại hay không tồn tại, giống như Hamlet ấy, tồn tại hay không tồn tại trên sân khấu. Vẫn có những cái tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhà nước dành cho nghệ sĩ biểu diễn. Nếu không có cục nghệ thuật biểu diễn làm cái gì, có bộ văn hóa thông tin làm cái gì, bộ thông tin truyền thông làm cái gì, vì họ truyền thông cho nghệ sĩ, vì họ phụ trách việc văn hóa biểu diễn của nghệ sĩ, cục nghệ thuật biểu diễn cũng phải chịu nhiệm về vấn đề này, sở văn hóa phải chịu nhiệm, bộ văn hóa phải chịu nhiệm. Thì tôi cho rằng là cái này cần phải có một chế tài như em nói ấy, rất cụ thể. Đôi khi tôi cũng biết trong những cái giới nghệ sĩ, đôi khi họ cố tình là khi mặc một cái bộ đầm đen chẳng hạn, hoặc một cái bộ áo dài cái gì đó, họ cố tình để lộ một chút cái lộ nội y ra, màu đỏ hoặc một số cái màu ra, để họ giật tít, để có những cái bài báo gây sự thu hút, để tạo ra cái sức hút trong của công chúng. Đôi khi bởi vì trong cái nguyên tắc của truyền thông thì nó có hai cái trạng thái. Rõ ràng là các nghệ sĩ dù là lớn tuổi hay là trẻ tuổi cũng cần phải nâng cao ý thức chính trị của mình trong quá trình tham gia vào cái sân khấu nghệ thuật. Bởi chúng ta tham gia nghệ thuật là chúng ta gọi là tham gia vào một thế giới tinh thần, một thế giới gọi là thiêng liêng, và truyền bá những cái giá trị đạo đức cho công chúng nói chung và đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Và tất nhiên là thông qua hoạt động đó thì các nghệ sĩ cũng được xã hội đãi ngộ với những ưu ái rất lớn, đúng không ạ? Về mặt gọi là tiền này, rồi về mặt gọi là niềm tin này, sự yêu mến này, sự theo dõi này, những cái đó tôi cho rằng là vô giá. Cho nên những nghệ sĩ khi mà bước vào cái sân chơi hay làng giải trí thì cũng phải được học đầy đủ tất cả những cái điều liên quan đến hoạt động nghệ thuật của mình, và phải luôn luôn có một cái ý thức chính trị rõ ràng, cũng như là có một cái bản lĩnh chính trị để mà chúng ta gọi là sáng suốt lựa chọn những cái bài hát, những trang phục, những phong cách, những điệu bộ, những cử chỉ, những lời nói làm sao cho nó gọi là phù hợp. Dư luận xã hội, dư luận báo chí và khán giả đã bức xúc về hiện trạng dùng chiêu trò bẩn để thu hút sự chú ý của dư luận đã đến mức tràn ly. Vấn đề còn lại là trách nhiệm của những nhà quản lý kiểm duyệt, định hướng, là trách nhiệm của những nhà sản xuất về ý thức với cộng đồng, xã hội. Và trên cùng là quyền tẩy chay của công chúng đối với những hành vi này. Nghệ thuật không phải là phô trương những thứ đó ra, mà mình có nhiều cách để mà truyền cảm hứng đến khán giả.
bằng nghệ thuật khác. Thì đấy mới là thành công, chứ không phải là hở hang như thế để tìm những tiếng vỗ tay nó không đồng điệu với cái suy nghĩ của mọi người. Những cái biểu diễn đó mà đối với những người có tuổi thì người ta giữ được cái lập trường cũ, nhưng mà những thế hệ trẻ thì rất là nhạy cảm với những chuyện đó vì họ lớn lên chưa được tiếp xúc nhiều, mà tiếp xúc ngay những cái đó thì rất đi ngược lại với tinh thần giáo dục chung của nhà nước và của thế hệ trẻ Việt Nam. Ít nhiều thì có sẽ ảnh hưởng đến một số các cái bạn trẻ bây giờ, ví dụ như là cháu của tôi bây giờ đang là 2K8 ấy, thì nhiều khi đến cái phần biểu diễn đấy thì cháu có vẻ hơi bị ngượng đấy, nên là tôi nghĩ ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Trang phục của các ca sĩ trẻ hiện nay trên sân khấu thì em thấy bằng chung thì nó đã gọi là thoải mái và cởi mở hơn xưa, nhưng mà cũng có vài thành phần khá là phản cảm, lộ liễu và không phù hợp với giới trẻ hiện nay ạ. Nhưng về mặt bằng chung thì em thấy nó cũng gọi là tiếp cận với xu hướng của thế giới ạ. Rất phản cảm và thiếu không phù hợp với thị hiếu của người xem, nhất là với nữ tuổi tầm cấp 2, cấp 3 thường chưa nhận biết rõ về tác hại của những việc này ạ. Như vụ việc vừa rồi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho thấy, công chúng không dại dột, cả tin như đầu óc của nhiều nghệ sĩ đang nghĩ. Một khi cách làm PR bất chấp, không giới hạn, thì nghệ sĩ coi chừng, gậy ông lại đập lưng ông. Nhiều nghệ sĩ thì dù biết cái sức ảnh hưởng của mình vẫn cố tình ăn mặc hở hang để lôi kéo một số bộ phận khán giả. Thì tôi nghĩ đó là do cái sự nhận thức của nghệ sĩ họ chưa được đầy đủ. Và cũng có thể là họ đã mong muốn rằng là họ sẽ kiếm được tiền từ những cái scandal đấy, hay là cái luật pháp của chúng ta thật sự là cũng chưa đủ để răn đe cho những người nghệ sĩ đó. Dạ vâng, thực ra chúng ta nói câu chuyện danh vọng của một người nghệ sĩ đích thực có lẽ sẽ chỉ được tôn trọng khi mà họ ghi danh xây dựng bằng cái tài năng và cái sự khổ luyện, thậm chí là nói là đầy nước mắt nữa. Và trước khi muốn là một người nghệ sĩ có tâm, có lẽ việc đầu tiên người nghệ sĩ phải có tầm cho việc quảng bá hình ảnh cũng như là sản phẩm đến với công chúng. Và trước hết chúng ta nói đó là câu chuyện hãy tôn trọng khán giả trước cái đã, đúng không? Đúng rồi. Và khi mà bình thường thì chúng ta hay nói là chúng ta có thể đánh giá, nhìn nhận một con người qua, thứ nhất là có thể là nhìn bằng cái vẻ bề ngoài, họ ăn mặc gì, họ cư xử ra sao, giao tiếp như thế nào, thái độ của họ như thế nào đối với cả những người xung quanh. Và trong đó thì cái việc ăn mặc tôi nghĩ rằng cực kỳ quan trọng. Bởi vì là khi mà chúng ta nhìn vào những cái bộ trang phục của mọi người thì chúng ta cũng có thể ngầm suy nghĩ và liên tưởng ra rằng nói lên rằng là họ là người như thế nào, họ có lịch sự hay không, và họ có thật sự là một người có văn hóa hay không. Dạ vâng. Và nói những điều này với những người mà đang sẵn sàng họ bất chấp trang phục phản cảm để mà mua danh cho mình có lẽ sẽ là thừa thãi, và có lẽ công chúng sẽ chỉ còn biết đến trông chờ vào các đơn vị quản lý văn hóa biểu diễn nữa thôi. Họ sẽ phải làm như thế nào mạnh tay hơn nữa để thực hiện đúng chức trách của mình trong việc đảm bảo một môi trường văn hóa nghệ thuật thật trong sạch và lành mạnh.